Mở đầu tiết mục hôm nay, chúng tôi trả lời thư của bạn Phan Ánh Phương ở xã Long Thành, huyện Vĩnh Lợi. Thư bạn hỏi: sau khi ly hôn, chồng tôi được quyền nuôi con, nhưng nay anh ấy đã qua đời và ông bà nội cháu bé không đồng ý cho tôi đón con về nuôi. Vậy tôi có được giành lại quyền nuôi con trong trường hợp này hay không? Bạn Thanh thân mến, khoảng 1, khoảng 2 và khoảng 3 điều 69 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định nghĩa vụ và quyền của cha mẹ như sau. Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con, chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội. Trong nơm nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lễ hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ Luật Dân sự cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự. Còn về nghĩa vụ và quyền chăm sóc nuôi dưỡng tại Điều 71 Luật Hôn nhân và Gia đình xác định, cha mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau cùng nhau chăm sóc nuôi dưỡng con chưa thành niên. Con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Và tại Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau. Trong trường hợp có yêu cầu của cha mẹ hoặc cá nhân tổ chức được quy định tại khoản 5 điều này, tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây. Cha mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con. Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trong nơm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Như vậy, cha mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng con chưa thành niên. Trường hợp này, bạn là mẹ của cháu nên bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con. Tiếp theo, chúng tôi trả lời thư của bạn Trần Hồng Mỹ ở phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai. Thư bạn hỏi: tôi là người lao động làm việc trong điều kiện bình thường và đã đóng bảo hiểm xã hội được 2 năm. Vậy tôi sẽ được hưởng chế độ ốm đau tối đa bao nhiêu ngày trong một năm? Bạn Mỹ thân mến, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ ốm đau như sau. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động được quy định tại các điểm A, B, C, D và H khoảng 1 điều 2 của luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần và được quy định như sau. Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm, 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm, 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên. Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm, 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm, 70 ngày nếu đã đóng đủ từ 30 năm trở lên. Như vậy, nếu bạn làm việc trong điều kiện bình thường và đã đóng bảo hiểm xã hội được 2 năm, thì bạn có thể được hưởng chế độ ốm đau tối đa 30 ngày trong một năm, theo các quy định nêu ở trên. Liên quan đến chế độ bảo hiểm y tế, anh Nguyễn Văn Phương ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi hỏi: tôi tham gia bảo hiểm y tế nhiều năm nay, nay do bệnh phải nằm viện mới biết thẻ bảo hiểm y tế đã hết thời hạn sử dụng. Vậy trường hợp của tôi có được chi trả bảo hiểm y tế hay không? Xin chào anh Phương. Khoảng 4 điều 16 Luật Bảo hiểm y tế 2008 đã quy định một trong các trường hợp thẻ bảo hiểm y tế không có giá trị sử dụng là thẻ đã hết thời hạn sử dụng. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm y tế thì vẫn có trường hợp thẻ bảo hiểm y tế đã hết hạn nhưng người bệnh vẫn được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế. Trường hợp này được ghi nhận cụ thể tại khoản 9 điều 27 Nghị định 146/2018 của Chính phủ như sau.
Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh, nhưng thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng cho đến khi ra viện, nhưng tối đa không vượt quá 15 ngày kể từ ngày thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng. Theo đó, nếu người bệnh đang nằm viện mà thẻ bảo hiểm y tế hết hạn thì tiếp tục được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế đến khi ra viện nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày thẻ hết hạn. Bên cạnh đó, cơ sở khám chữa bệnh nơi người bệnh đang điều trị phải thông báo cho người đó và cơ quan bảo hiểm xã hội để người bệnh tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó, nếu người bệnh vẫn phải nằm viện vài ngày thì cần tiến hành gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trong 15 ngày kể từ ngày hết hạn để đảm bảo các quyền lợi về bảo hiểm y tế. Chúng tôi cũng vừa nhận được thư của bạn Nguyễn Thị Thanh Hoa ở phường 1, thị xã Giá Rai. Thư bạn trình bày. Hai chúng tôi lên thành phố Hồ Chí Minh làm việc và chuẩn bị tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, do điều kiện công việc, chúng tôi không thể về quê đăng ký kết hôn. Tôi có thể ủy quyền cho cha mẹ đăng ký kết hôn được hay không? Chào bạn Hoa. Quyền kết hôn là một trong những quyền nhân thân được quy định tại Bộ Luật Dân sự 2015. Quyền nhân thân được quy định trong Bộ Luật Dân sự là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Khoản 1 điều 9 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định, việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của luật này và pháp luật về hộ tịch. Mặt khác, theo Điều 10, Nghị định số 158/2005 đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 3 Điều 1, Nghị định số 06/2012, thì người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Theo các quy định trên thì đăng ký kết hôn là một trong các trường hợp không được thực hiện ủy quyền. Như vậy, cha mẹ bạn không thể đăng ký kết hôn thay cho bạn được. Anh Thạch Kiên ở xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân hỏi: người dân tộc thiểu số không biết đọc, biết viết có thể thi bằng lái xe máy được hay không? Anh Kiên thân mến, thông tư số 12/2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được sửa đổi bổ sung bởi thông tư số 05/2024 và có hiệu lực từ ngày 1/6/2024 quy định về hồ sơ của người học lái xe như sau. Người học lái xe lần đầu lập một bộ hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo. Hồ sơ bao gồm đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại phụ lục 7 ban hành kèm theo thông tư này. Bản sao thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài. Giấy khám sức khỏe của người lái xe cho cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định. Người học lái xe nâng hạng lập một bộ hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo và chụp ảnh trực tiếp lưu giữ trong cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe. Hồ sơ bao gồm giấy tờ quy định tại khoản 1 điều này. Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E. Xuất trình bản chính khi kiểm tra hồ sơ dự sát hạch. Bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn theo mẫu quy định tại phụ lục 8 ban hành kèm theo thông tư này. Người dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt, học lái xe mô tô hạng A1, hạng A4 lập một bộ hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo. Hồ sơ bao gồm giấy tờ quy định tại điểm C khoảng 1 điều này, điểm A khoảng 2, khoảng 3, điểm A khoảng 4, điều 59 Luật Giao thông Đường bộ 2008 quy định về giấy phép lái xe như sau. Giấy phép lái xe không thời hạn bao gồm các hạng sau đây. Hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 50 phân khối đến dưới 175 phân khối. Người khuyết tật điều khiển xe mô tô 3 bánh dùng cho người khuyết tật được cấp giấy phép lái xe hạng A1. Giấy phép lái xe có thời hạn gồm các hạng sau đây. Hạng A4 cấp cho người lái máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg. Như vậy, người dân tộc thiểu số không biết đọc, biết viết có thể thi bằng lái xe máy theo các quy định nêu trên. Anh Nguyễn Văn Quang ở phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai hỏi: năm 2022,
tôi được gia làm thủ tục tặng cho một căn nhà tại thành phố Bạc Liêu. Đầu năm 2024, cha tôi bệnh nặng và qua đời, để lại nhiều tài sản nhưng không có di chúc. Vậy trường hợp của tôi đã được cha cho tài sản trước khi mất, thì nay tôi có được quyền hưởng thừa kế của ông ấy để lại nữa hay không? Anh Quang thân mến, yêu cầu của anh được luật sư Lê Hải Lâm, văn phòng luật sư Hải Lâm trả lời như sau. Trả lời thư của anh Nguyễn Văn Hoàng. Theo quy định tại Điều 621 Bộ Luật Dân sự 2015, thì anh không thuộc một trong các trường hợp những người không được hưởng quyền di sản, hưởng dư quyền hưởng di sản, cũng không có giấy tờ nào thể hiện ý chí của cha anh về quyền sử dụng di sản thừa kế của anh. Nếu trong hợp đồng tặng cho mà cha anh cho nhà trước đây, năm 21, thì cha anh có ghi điều kiện ràng buộc về trách nhiệm nghĩa vụ nào đó, gọi là hợp đồng tặng cho có điều kiện, mà điều kiện đó liên quan đến việc anh không được đòi hỏi thêm hay tranh chấp gì với anh em tài sản thuộc quyền sở hữu của ông sau này. Nếu như có như vậy đó, thì anh không được hưởng quyền thừa kế mà tài sản của cha anh để lại. Trường hợp hợp đồng tặng cho là không có quy định ràng buộc điều kiện hay nghĩa vụ gì, thì anh vẫn được quyền hưởng di sản thừa kế do cha anh chết để lại theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, phát biểu trả lời của luật sư Lê Hải Lâm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.